Xin chào tất cả các quý anh chị đầu tư tại Ace Capital Video này chúng ta lại tiếp tục cùng nhau phân tích và nhận định thị trường hàng hóa đặc biệt là vàng, dầu hoặc là các cặp tiền tệ cho tuần sau Và ở video này chúng ta sẽ nói về vàng, dầu cùng thêm một số cặp tiền tệ nữa Tất cả những cái plan hiện tại ở trong video này Tuấn sẽ liên tục update bên trong nhóm chính của chúng ta cũng như là thông báo cho mọi người mỗi khi mà thị trường bắt đầu có những cái chuyển động mạnh và hiện tại khi mà nhìn vào biểu đồ 4 giờ của vàng thì à, tính từ khi ngày 13 tháng 6 cho tới tận ngày hôm nay sau khi đã tạo ra một mức cao và một mức thấp mới như thế này, đỉnh là ở 1878 và đáy mới là ở 1803 thì tính thời điểm hiện tại vàng thực chất là đang được nén rất mạnh bên trong một vùng sideways từ giới hạn là từ 185 1858 cho tới thời điểm hiện tại đó là 1817 và tuần trước vào ngày thứ sáu cuối tuần vàng đã đóng nến là một cây pinning stop đây thật sự là một tín hiệu không được tốt cho phe buy mặc dù là khi mà nhìn vào những cái khung thời gian nhỏ nhìn vào những khung thời gian nhỏ thì đầu tiên chúng ta thấy được một số thứ đó là khi mà giá đi từ cái vùng 1823 đi xuống 1804 thì ngay lập tức là đã có một lực đẩy một lực bay mạnh tạo ra một cái phá vỡ ở khu vực là 1831 ở đây Tuy nhiên Tuy nhiên lực giảm của chúng ta lại xuất phát từ khung quýt và cái vùng hiện tại mà đang giữ cho giá của chúng ta À, ở trên mức 1801 là demand zone của khung D. Đó là demand zone của khung D. Đây như thế này, cả một cái khu vực demand zone mạnh ơi là mạnh như thế này. Trải dài từ 1819 cho tới 1804. Và hiện tại là giá vàng nó đã test được mốc đầu tiên đó là 1816. Tuần trước thì chúng ta cũng có một cái à, kế hoạch giao dịch đó là chờ mua vàng ở khu vực 15 cụ thể là 15.5 thì lệnh này ở thời điểm hiện tại thì nó đã miss rồi chúng ta đã miss một lệnh nó rồi nhưng hiện tại thì vùng này vẫn là một vùng đáng chú ý tuy nhiên là mọi người cần cân nhắc đó là à, hiện tại thì vùng này không còn tốt như lần trước nữa vùng này không còn tốt như trước khi mà giá nó test nó quay về nó test nữa đấy và nhìn vào một số những cái yếu tố khác Ví dụ như tại sao mà chúng ta có thể bắt được ở đây. Thứ nhất là nhìn vào khu vực 4 giờ, nhìn vào nến 4 giờ thì ở đây chúng ta thấy được là giá tạo ra phá vỡ hai lần, một lần ở 1827 và một lần ở 1842, sau đó tạo ra một đỉnh mới. Tuy nhiên là cả cái con sóng tăng này nó lại nằm gọn bên trong của một con sóng giảm lớn hơn. Đấy cho nên là hiện tại tính tới điểm hiện tại thì cả thị trường vàng của chúng ta vẫn đang phải chịu áp lực bán chứ không phải là áp lực mua. Rồi nhìn vào khung 1 giờ có hai thứ khiến cho vùng cản ở thời điểm vùng cản 1815 cho tới 1820 là một vùng cản đẹp. Thứ nhất đó là tại vì um, trước khi mà giá nó quay trở về đây thì thị trường nó đã để lại cho chúng ta một khu vực uh, IMB tức là một vùng imbalance và chúng ta nhóm của chúng ta cũng có hai lần giao dịch thành công ở cái vùng này đó là vùng 24.6 đối với lệnh này thì chúng ta có được hơn 200 pip. chỉ trong vòng khoảng là một tiếng đấy chỉ trong vòng khoảng là 4 tiếng một cái nến 4 giờ thì chúng ta có 20 giá và lần thứ hai sau khi mà à thị trường nó quay trở về nó test cũng đúng ngay cả cái vùng 24 này rồi sau đó nó lại tiếp tục nó tăng lên. Nó tăng rất mạnh. Tuy nhiên vẫn chưa có bất kỳ một cái phá vỡ cấu trúc nào cho thấy là vàng nó sẽ tăng. Ở thời điểm hiện tại nếu như mà vàng lại muốn tiếp tục tăng trở lên vùng target của chúng ta là 1860 1871 ấy thì vàng nó bắt buộc là nó phải thoát ra khỏi cái vùng sai quay nhỏ này ở khung thời gian 1 giờ và Tiếp theo nữa là nó phải có một pha đẩy râu qua khỏi cái vùng đỉnh này. Tại vì sao? Đây là đỉnh tạo ra phá vỡ. Đỉnh này nó đã tạo ra một cái mức thấp mới. Vậy thì có nghĩa là nếu như đỉnh này được phá vỡ thì thị trường sẽ xác nhận cho chúng ta có một đợt tăng ngắn hạn quay trở về vùng 187x. Ok. Vậy thì vào tuần sau mọi người có thể là xem xét hai trường hợp. Thứ nhất nếu như vàng lại tiếp tục quay trở về cái vùng là 18 15 thì mọi người có thể là bắt đầu là vào khung những khung thời gian nhỏ hơn như là 15 phút để mà chúng ta xem cấu trúc cấu trúc nó đã thay đổi hay chưa để mà chúng ta tìm vùng để mà chúng ta vào chúng ta bay lên. Giả dụ như thế này, trong trường hợp nếu như uh, tuần sau nếu như tuần sau ở đây là thị trường nó để lại cho chúng ta một thứ này đây là một cái phá đáy đây là một cái vùng phá đáy này đấy đây là một cái phá đáy vậy thì nếu như tuần sau khi mà sau khi mà vàng nó đã có thể là nó phá cái này chỗ này nó phá chỗ này 1830 thì mọi người có thể là dùng Fibonacci để mà chúng ta tìm cái vùng chúng ta bay lên tiếp lên target của chúng ta như thế này hiện tại thì chưa có bất kỳ một đỉnh nào đỉnh nào được xác định là một đỉnh phá vỡ cả nhé cho nên là hiện tại thị trường vẫn có khả năng là sẽ đi về cái vùng 185 và thậm chí là khi mà vùng này vùng này đã là một vùng hô lệnh rồi tại sao nó lại là một vùng hô lệnh tại vì trước đó trước khi mà về test cái vùng OB này bên dưới này của chúng ta thì thị trường nó có để lại một cái pha uh, dẫn dụ và những cái pha dẫn dụ này sẽ tạo ra chúng ta một cái vùng bay và tỷ lệ khi mà chúng ta bay ở những cái vùng mà trước đó nó tạo ra một pha dẫn dụ ấy, thì tỷ lệ thắng của chúng ta nó sẽ cao hơn rất là nhiều Tuy nhiên nếu như mà thực sự là vàng có thể phá tiếp vùng 185 này thì khả năng cao là vàng sẽ đi về tiếp 1810 và thậm chí là sâu hơn là 1792 và 1780 đấy thì nếu như mà anh chị nào mà theo kịch bản là sale anh chị nào theo kịch bản là sale thì chúng ta có thể là xem xét chúng ta đánh nhắn ở khu vực này đây uhm, ok đây là đỉnh cũ đây là đỉnh mới đỉnh này thất bại trong việc tạo ra một đỉnh cao hơn thì vậy thì chúng ta có thể là dùng target để đo fibo là đỉnh của sóng này đấy rồi vậy thì chúng ta sẽ quan tâm ở những cái vùng Đầu tiên đó là vùng 1840. Vùng 1840. Và vùng 1840 này thì ở khung thời gian M 15 phút. Nó cũng để lại cho chúng ta một cái vùng bay như thế này. Bay và ở M 15 thì hiện tại là ngay chỗ này nó vẫn còn một đoạn imbalin nữa. Và imbalin này thì lại nằm ở một cái vùng flip zone một cái vùng chuyển đổi cung cầu như thế này thì ok. Mọi người có thể là xem xét chúng ta tìm cơ hội mà chúng ta sell xuống ở đây. Nếu như mà mọi người thuận theo cái xu hướng là vàng nó sẽ đi xuống 1780 thì mọi người có thể là chờ sell ở 1837 và cao hơn nữa là 1841. Ok. Thì đó là xu hướng của vàng trong tuần tới và có thể là trong khoảng là tuần sau tuần sau hoặc là tuần sau nữa nhưng mà tuấn nghĩ thì chắc là tuần sau thôi thì thị trường vàng nó sẽ thực sự là thoát khỏi cái vùng sideways tam giác này đây như thế này sideways tam giác đấy và chúng ta chưa biết được là thị trường nó sẽ phá lên hay là phá xuống cho nên là chúng ta vẫn phải chuẩn bị những cái kịch bản Ví dụ như vàng nó có thể là uh, Nó phá vùng xe quay và nó đi lên như thế này Thì chúng ta cũng cần phải chờ giá quay trở về retest trên line Để mà chúng ta tìm chỗ chúng ta bay lên theo cái cấu trúc Hoặc là nếu như um, Sẽ có thêm một trường hợp nữa đó là Giá nó sẽ tạo một cái phá vỡ giả xuống như thế này Chạm vào vùng uh, một cái vùng bay bên dưới Sau đó tăng mạnh lên Để đảo trên thì có gì là Tuấn sẽ uh, thông báo cho mọi người nếu như mà vàng nó có một cái biểu hiện gì đó bất thường qua thông qua nhóm của chúng ta thì tiếp theo là chúng ta tìm hiểu tiếp về thị trường đế thị trường đế đi thì hiện tại vẫn chưa có quá nhiều thông tin gì đó uh, cần chú ý thứ nhất thứ nhất là sau khi tạo ra một đỉnh mới cao hơn thì ở đây chúng ta thấy được là cái đợt phá vỡ này của DSI thực chất là không phải là một đợt phá vỡ đẹp, không phải là một đợt phá vỡ đủ dứt khoát và nếu như mà chúng ta tính target của một con sóng lớn hơn của DSI ấy, thì hiện tại là DSI nó đã bắt đầu đi tới cái vùng fibo 70, 70,5 Fibo 70,5 và nó hợp lưu với một cái vùng uh, tích lũy ở đây một cái vùng tích lũy rất là lớn, cho nên là theo túng trong khoảng là từ tuần sau cho tới tuần sau nữa, hai tuần thì có th có khả năng cao là thị trường DSI nó sẽ uh, sụt giảm, thì điều này nó cũng ủng hộ cho cái luận điểm là vàng nó sẽ tăng của chúng ta, à, nó sẽ ủng hộ cho cái luận điểm đó của chúng ta và khi mà mọi người nhìn vào khung thời gian uh, 4 giờ thì ở đây Chúng ta có một cái cấu trúc giảm hoàn chỉnh ở khung thời gian 4 giờ và nó rất mạnh. Đây là một pha kết nến bằng mazubozu và nó để lại thêm một cây mazubozu nữa để xác nhận đây là một gen giảm. Thị trường sau đó có một đợt pullback về, một đợt hồi quy về để test cái vùng này, sau đó lại tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, ngay bên dưới của đây là thời điểm hiện tại, chúng ta có hai vùng cản mạnh chúng ta có hai vùng cản mạnh thứ nhất là ở 103.3 103.3 và thứ hai nữa là ở 102.6 Vậy thì để có một cái đợt giảm trong dòng uh, trong trung hạn hoặc là xa hơn nữa là dài hạn thì ít nhất ít nhất DSI cũng phải tiếp tục phá vỡ chỗ này. Phá vỡ vùng 103.4 bằng thêm một cây Mazubozu nữa và nếu như trong trường hợp mà DDI có thể phá chỗ này thì khả năng cao là DDI của chúng ta sẽ có một nhịp giảm trung hạn về vùng uh, 101.4 Ok Tiếp theo là dầu Ok Thì uh, Về dầu Về dầu thì ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta nhìn vào khung những khung thời gian lớn như là khung D với khung quýt ấy, thì chúng ta thấy được tính thời điểm hiện tại dầu nó đang có một cái biên độ sideways cực kỳ lớn. Tính từ mốc 129 tức là đỉnh cao nhất đỉnh cao nhất vào tháng 3 cho tới đáy vừa mới được tạo ra vào uh, vào tháng 4 và tháng 4 2022 thì vùng sideways của chúng ta tính thời điểm hiện tại là hơn 360 pip, 360 360 hơn 36 giá. Rồi. Ok. Thì nhìn vào khung thời gian nhỏ hơn là 4 giờ. Sau khi tạo ra được một cái đoạn cấu trúc giảm rất là mạnh như thế này thì dầu nó đã tiếp cận gần tới cái vùng target của chúng ta là vùng 100. Tuy nhiên Tuy nhiên là thị trường nó lại tiếp tục để lại một cái vùng sideways tích lũy mạnh như thế này, để lại cho chúng ta và bên trong nó lại có một cái OB chưa được giảm thiểu, tức là một cái vùng OB chưa được test lần nào. Đấy và hiện tại ở khung thời gian 1 giờ, thị trường đã tạo đầy đủ tất cả những tín hiệu cho thấy là nó sẽ tăng. Thứ nhất là nó tạo ra một cái order flow tăng lên liên tục bằng những cái đáy cao hơn đáy cũ đồng thời là có những cái pha phá vỡ cực kỳ gọi là dứt khoát như thế này bằng những cây mazu bazu những cây nến nhấn chìm rất là mạnh mẽ và ở khung 4 giờ thì chúng ta cũng có một cái đoạn chóc như thế này chóc như thế này một giờ thì nó sẽ rõ ràng hơn và ở m 30 thì thị trường để lại cho chúng ta một cái thì thị trường để lại cho chúng ta một cái OB chưa giảm thiểu và UB này được tạo ra khi mà giá có một pha tích lũy mạnh như thế này ở đây ở đây chúng ta có mô hình ba đáy và ba đỉnh đấy mô hình ba đáy và ba đỉnh vậy thì uh, chúng ta hiểu được rằng là ở những cái đáy đỉnh như thế này ba đáy và ba đỉnh những cái mô hình ba đáy và ba đỉnh ấy, thì nó tồn động một lượng li quy cực kỳ lớn như thế này và ở đây là dầu đã có một pha quét lên để xử lý cái thanh khoản của cái sale ở trên này ở trên này và hiện tại là chúng ta vẫn chúng ta vẫn thấy được là dầu vẫn chưa xử lý cái đóng thanh khoản ở dưới này và target của chúng ta dầu đó là vùng ở trên này 109 để mà chúng ta sale xuống cho nên vào, vào tuần sau mọi người có thể là mong chờ cái việc là giá dầu nó sẽ giảm về cái khu vực từ 105.9 cho đến là 10486 những anh chị nào mà uh, quá lo ngại cái vấn đề là dầu một biên độ một biên độ đi của nó rộng ấy thì chúng ta có thể là xem xét dùng 50 phần của cái khối OB này thôi tức là từ vùng 105 105.4 để bay lên target của chúng ta là khoảng 109 109 tức là hơn 3 giá Ok rồi nhưng mà chúng ta đừng đừng nên quên là hiện tại ở trên trên những cái thông tin thế giới ấy, chúng ta vẫn biết được là hiện tại Putin đang xả dầu. Tức là ông ấy muốn xả cái lượng dầu tồn kho ra và cái điều này nó cũng là lý do tại sao vào tuần trước dầu vào những cái tuần trước ấy, dầu có một cái pha giảm mạnh đến như vậy sau khi tăng một mạch từ 110 lên 120. Đấy. Rồi tiếp theo Um, đó là AU, OK. thì đối với AU, đối với AU thì chúng ta không có gì quá nhiều để mà chúng ta bàn luận. Thứ nhất là thị trường ở đây tạo ra một pha um, tích lũy, một pha dẫn dụ ở đây và bên dưới của nó có một vùng OB. Giá hiện tại đã test được 50% của cái vùng OB lớn này ở khung thời gian lớn rồi. Đây là OB của 4 giờ Hiện tại là giá đã test được 50% Của khối OB Cho nên là khả năng khá là cao Là điều um, này của chúng ta Có thể là chạm vào target Và hiện tại là ở khung thời gian 4 giờ Đã có một cái chốc đầu tiên Đã có một cái chốc đầu tiên Vậy thì chúng ta có thể sử dụng khu vực này như thế nào Như thế này Ok Chúng ta lại có thể là xem xét Bắt con AUD USD này ở cái vùng OB vừa mới được tạo ra ngay bên dưới này ngay bên dưới này và ở ngay trên nó thì chúng ta có liquidity và IMB cho nên là vùng này sẽ là một vùng khá là uy tín nó cũng hợp lưu với lại supply nó cũng hợp lưu với lại demand zone của khung thời gian 4 giờ cho nên là vùng này sẽ càng ngày càng lúc càng uy tín hơn nữa và chúng ta có thể buy ở đây để đi lên target target theo sóng 4 giờ của chúng ta, đây là đỉnh của sóng 4 giờ. Và target của deal này có thể là uh, khoảng 230 pip. Những anh chị nào mà chúng ta theo deal này thì chúng ta có thể là quan sát và để SL bên dưới của cái demand lớn. Như thế nó sẽ an toàn hơn. Rồi. Tiếp theo nữa sẽ là EU. Ok thì đối với EU. Đối với EU thì hiện tại tất cả những cái thông tin mà chúng ta biết được ấy là EU nó đang có một cái uh, sideways tăng. Sideways tăng. Và nó nó bị giới hạn giữa hai cái vùng cảng thứ nhất là vùng 1.06105 và vùng bên dưới nữa là vùng cảng vừa mới được tạo ra khi mà thị trường tạo ra một pha phá vỡ như thế này. Đó là vùng uh, Đấy. và cái kép lên này chúng ta đã có từ một khoảng thời gian khá là lâu rồi tức là đâu đó khoảng là hai uh, tuần đâu đó khoảng là hơn một tuần thì giải thích một xíu lý do tại sao mà tuấn lại cho mọi người bay ở chỗ này và chỉ chờ ở chỗ này thôi là tại vì hiện tại sau khi mà tạo ra một cái pha phá vỡ trực tiếp mạnh mẽ như thế này thì trước đó là thị trường nó cũng tạo ra cho chúng ta mô hình hai đáy như thế này và sau đó là thị trường có một pha quyết thanh khoản xuống quyết thanh khoản để đẩy hết tất cả những người bay được ở vùng này ra ngoài sau đó là thị trường tiếp tục tăng lên và phá vỡ ngay chỗ này đấy Vậy thì nếu như mà chúng ta sử dụng Fibo để tìm điểm màu lệnh như thế này thì ok chúng ta sẽ có một cái vùng hợp lưu đó là hợp lưu với fibo 88 đó là uh, imb imb của khung thời gian 4 giờ và ob của khung thời gian 1 giờ tuy nhiên uh, mọi người cũng có thể thấy được ở đây là chúng ta đã có một cái dấu hiệu phá vỡ đỉnh đầu tiên đúng không và ở đây này thị trường tạo ra một cái chốc ở đây và ở đây vậy thì có khả năng có khả năng là vùng này của chúng ta đã bắt đầu là trở thành một cái vùng vô hiệu rồi một cái vùng vô hiệu rồi nhưng mà Tuy nhiên hiện tại nếu như vùng này trở thành một vùng vô hiệu ấy thì biên độ sai quay của EU nó chỉ có khoảng 147 pip và uh, nếu như với một cái biên độ sai quay mà nó nhỏ như vậy thì uh, tôi nghĩ là mọi người vẫn có thể là chờ ở bên dưới này tại vì dù sao thì mọi người nếu như mà bay được ở đây thì cái vị thế của mọi người nó cũng cao hơn rất là nhiều. Vị thế của mọi người nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra, ngoài ra thì target của chúng ta vẫn là đỉnh của con sóng D, tức là ở trên này. Hiện tại thì nếu như mà mọi người bay được ở NG bên dưới này thì lên trên này TB của chúng ta khoảng là 300 pip. 300 pip cho kế hoạch uh, EU. Ok. Rồi tiếp theo sẽ là u uh, kẹt. U kẹt thì hiện tại nó vẫn đang đi theo plan sale trung hạn. Cũng chưa biết được là chúng ta chưa biết được là uh, lệnh này nó có thật sự là một cái lệnh trung hạn hay không tại vì hiện tại là nó vẫn chưa phá được swing low của 4 giờ như thế này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể là kỳ vọng như vậy tại vì Um, trước khi mà tạo ra một đáy mới như thế này thì 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 u kẹt okay, cũng có một pha quét thanh khoản ở đây tạo ra một đỉnh cao hơn sau đó phá đỉnh cũ phá cái đáy mới phá cái đáy mới vừa được tạo ra ở đây thì đầu tiên là chúng ta có một cái cục mốc ở đây Fibo 70.5% như thế này nếu như mà ở đây thì nó sẽ còn một mốc nữa nó sẽ còn một mốc fibo đáng chú ý nữa đó là 062 062 thì trường hợp này thì dầu nó chỉ test lại fibo kho 62 thôi sau đó nó lại tiếp tục tạo ra một cái đáy mới thấp hơn vậy thì chúng ta lại biết được vùng này là vùng vô hiệu và chúng ta đo từ đỉnh này lên xuống tới đáy này thì ok tuần sau mọi người có thể nếu như mà mọi người muốn sell u kẹt thì mọi người có thể Xem xét là sale ở cái khu vực Fibo 79 và Fibo 70.5 và ở Fibo 70.5 thì chúng ta cũng có một cái OB ở đây và OB này hợp lưu với flip zone ở ngay bên này. Nó hợp lưu với cái flip zone của chúng ta, một cái vùng chuyển đổi cung cầu. Và tất nhiên là target của chúng ta sau khi mà giá phá được swing low 4 giờ ấy vẫn là đi xuống 1.27. 1.27, tức là nếu như điều này mà chạm TB, điều này mà chạm thực sự là chạm TB của một cái kế hoạch trung hạn ấy thì chúng ta sẽ có khoảng là gần 400 bip, gần 400 bip cho điều u kẹt. Ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta nhận định tiếp về nát 100. Hiện tại là tất cả mọi thông tin trên thị trường này đều không ủng hộ cho chúng ta đầu tư vào chứng khoán. Không đầu tư không ủng hộ cho chúng ta đầu tư vào chứng khoán, đặc biệt là khi mà NAS 100, US30 tất cả những cái chỉ số lớn của thị trường, kể cả Dow Jones đều đang nằm bên trong một cái chen giảm rất là mạnh như thế này. Tuy nhiên là không có nghĩa là chúng ta không thể nào đầu tư vào cổ phiếu quan trọng là cái thời điểm mà chúng ta ra vào và cái target mà chúng ta đặt ra cho cái điều đó nó có hợp lý hay là không đó mới là điều quan trọng và hiện tại khi mà nhìn vào biểu đồ của nát 100 thì thứ nhất là Tuấn thấy được là ở đây giá sau khi mà tạo sau khi mà chạm vào một cái swing low của khung thời gian lớn thì thị trường ngay lập tức tạo ra một pha phá vỡ mạnh mẽ như thế này một pha phá vỡ mạnh mẽ như thế này đấy và hiện tại là giá nó đã phá được cả cái vùng flip zone này của chúng ta tuy nhiên thì ngay ở trên phía này ngay trên phía này lại có thêm một cái vùng cản của phe sale rất là uy tín chứ vùng cản này nó được tạo ra như thế nào sau khi tạo ra được một vùng à, sau khi tạo ra được một đáy thấp hơn một đáy thấp hơn đáy này thì ngay lập tức là thị trường phe uh, buy phản hồi lại bằng cách là tạo ra tạo ra một cái hai một hai ba ba cây nến mà dư, dư phá vỡ cấu trúc và mặc dù như vậy thì đây sau khi mà mọi người nhận ra được đây là một cái pha phá vỡ giả thì chúng ta cũng biết được là thị trường đã phá tiếp cái đáy này vậy thì ok hiện tại cái range giao dịch của chúng ta đang bị giới hạn ở vùng 12.947 cho tới 11.047 và nếu như mà mọi người nhìn xa hơn thì hiện tại giá đang nằm ở vùng giá đang nằm rất là sâu ở bên trong vùng discount tức là vùng khi mà giá trở nên quá rẻ và phe buy họ sẽ có xu hướng là họ vào họ buy lên và ta nếu như mà tuần sau mọi người mong chờ vào việc là Nát 100 nó sẽ tăng trưởng trở lại Thì tốt nhất là chúng ta chỉ nên là đặt target ở cái vùng là 13.000 Chúng ta không nên đặt target xa hơn Vì hiện tại tất cả những cái thông tin vĩ mô của thị trường Đều không ủng hộ cho chúng ta có những cái điều trong trung hạn hoặc là dài hạn Đấy Cho nên là chúng ta chỉ ăn ngắn thôi Đối với những anh chị nào mà thích gom hàng cổ phiếu ấy, Thì ok tuần sau chúng ta có thể là xem xét chúng ta gom hàng con qua mặt xem xét qua hàng gom hàng con qua mặt và target của chúng ta là ở cái vùng 145 ở ngay trên này Đấy. 140 như thế này hoặc là anh chị có thể là chọn những cái loại cổ phiếu nó vừa cái, cái tầm túi tiền của mình ví dụ như coca cola coca cola thì cũng nằm ở bên trong lĩnh vực tiêu dùng như là qua mặt đấy cho nên là trong cái khoảng thời gian này thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng quá nhiều như những cái mã khác đặc biệt là những cái mã công nghệ hiện tại là chúng ta không nên đầu tư vào những mã công nghệ nữa nhé đấy thì vừa rồi là tất cả những cái plan uh, tất cả những cái kế hoạch giao dịch mà Tuấn chuẩn bị cho tuần sau thì nếu như có bất kỳ câu hỏi nào mọi người có thể là đặt uh, cho Tuấn thông qua bên zalo hoặc là hỏi trực tiếp ở trên group thảo luận của chúng ta chúc mọi người có một tuần tham gia giao dịch thành công và được nhiều bíp cảm ơn mọi người đã xem video nhé